mời Đỗ Hà Văn Hiếu vào bàn ban tổ chức chúng tôi được ạ. Thời gian không cho phép, hiện tại bây giờ gần 6 giờ rồi. Nếu đốt hiện này không đâu nào có để ban tổ chức chúng tôi xem lại camera và sau sẽ công bố kết quả sau. Mời hai đội giải nhất vào tiếp tục thi đấu. Tôi xin không phân tích cái giải mai như thế này. Khi đô khố đỏ vào lúc cánh đô khố xanh quay ở trên không chứ không quay ở dưới. Chân nổi mà vẫn ngựa quay ở trên không, tức là đô khố xanh tháo chạy, tức là tháo cánh chứ không thua. Hai đội tiếp tục thi đấu. Thank you.
điều hành các trận đấu công bằng, chính xác, khách quan, vô tư. Nếu mập mờ, ban tổ chức chúng tôi sẽ ra xem lại camera. Vừa rồi trận đấu ở giải ba là đô khố đỏ có lốc cánh đô khố xanh, chưa ở biên độ nửa thấp, ở bên cả biên độ nửa cao, nên là trận đó chưa có thua các bạn. Sở lại trang phục về tối rồi, các cặp này buộc chặt bao này và bao này, không mở để chạy được Tuấn đi cả khố đấy. Thank you.
mời ông Nguyễn Đăng Mạnh lên trao giải ba cho đô Nguyễn Tiến Công Sơn Sơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đăng Mạnh và xin cảm ơn đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn.